Có cá. Rồi có dướng tay chân gì không cơ? Không. Cá lớn. Đột cá mấy cái cần kia lên. Bóp rồi. Bóp cá mấy cái cần kia lên. Lên hàng đó mọi người. Bóp, kêu lên. Ghi lắm, không chạy. Ngủ hay bóp ta. Dạ. Gầm, nó đang gầm. Gầm. Cá to chạy ngoài. Nó nổi. Chết. Chết lắm. Giờ nó mới đi. Lên đi con. Lên. Vẫn đi. Nước chảy nữa. Yeah. Đã. Bạc mã gì ta? Bạc mã. Chạy ghê vậy ta. Bạc mã. Trời bạc mã. Ôi trời. Trời ơi. Ghê thiệt. Cả người đại dương. Cả người đại dương nha mọi người. Dạ, móc cá ngừ này vô câu cá mập. Thầy ra chụp luôn ta. Đây, mình sẽ lấy mồi thuốc ra. Thuốc cả. Kính nào ba đồ quý này ngày nào cả câu. Đi giờ thật. Dứt. Hôm nay phải câu bù lại. Con vừa gần đây này. Dạ. Vô, lấy mồi thuốc ra dính liền. Chết nè, chạy đi đâu. Đóng cái nữa nè. Đồ má hôm nay ra đi đặc biệt. Đừng có rộng nó lắc nét bây giờ, sáng to. Ui, sáng to sao được, vừa mới cột lưỡi thôi mà. Dít vô ra hả Dũng? Dạ. Rồi đi. Ấy da, chạy khỏe vậy. Nghe chưa kịp cột cương à, cho mày lên luôn này.
mới đổ dây mày lên cương hả? À, lên luôn chạy đi đâu khỏe thế không biết. Khỏe thế. Yeah. Ừ, con này cũng được anh. Yeah.